nay ngày 1 tháng 1 năm 2000, thầy thay mặt cho ba gia đình, ba vị thầy tờ cho ba gia đình tiền hàng ngày và hội Hóa Đức của hội Hóa Đức trao số tiền cả 1 triệu đồng cho cận của chị Bính và cô Cảnh là lần thứ 12 và cô Oanh là lần thứ 6 hàng tháng. Ba gia đình ở đây thầy xin thay mặt cho ba gia đình. Gia đình của chị Bính do anh Đặng Hoàng Dung và gia đình của cô Cảnh thì do chị gái ứng danh ở Hà Nội và gia đình cô Oanh thì do bác Lâm khai sinh và si dịp cũ là hỗ trợ cho ba gia đình. Thầy thay mặt cho chính quyền địa phương cũng như ba hoàn cảnh của gia đình xin cảm ơn ba vì thầy trợ cũng như hội Hóa Đức, cầu chúc cho quý vị dồi dào sức khỏe. Nam mô A Di Đà. Tôi xin chân thành cảm ơn anh Đặng Hoàng Dũng ở chùa Hóa Đức, ở chùa Yên Thái cũng như hội từ thiện Hóa Đức đã hỗ trợ các em 1 tháng 1 triệu để thêm bớt cho gia đình, tiêu chi tiêu cho gia đình. Anh xin chân thành cảm ơn. Thái Giang Tiến ở Hà Nội nghe cảm ơn chùa thầy Thích Tâm Ngọc của Yên Thái và chị hội Hòa Đức đã cảm ơn phụ hộ cho gia đình em 1 tháng 1 triệu xây dựng trong gia đình cuộc sống trong gia đình. Con xin cảm ơn bác Lâm Khai Xanh và Si Nhịp Cũ đã giúp đỡ gia đình con cứ 1 tháng 1 triệu cho các cháu tới có tương lai tới trường, và con xin cảm ơn hội Hòa Đức và nhà chùa Yên Thái và thầy đã giúp đỡ gia đình con ạ. Không ở lại đâu. Và cha em đi tìm thầy, chờ bác ở lại.